Chào cả nhà, quay trở lại với kênh Bất Động Sản Ngọc Linh. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho quý anh chị một nền đất mặt tiền đường Mỹ Hạnh, hay còn gọi là con đường Đức Hòa Thượng nối dài, đi từ cái đoạn ngã tư Đức Lập, là ngay cái đoạn của chúng ta đang đứng này quý anh chị. Ngay đoạn này là đoạn ngã tư Đức Lập. Quý anh chị đi từ hướng Hậu Nghĩa, di chuyển về hướng Củ Chi tới ngã tư Đức Lập, quý anh chị rẽ phải đây quý anh chị. Đó là con đường này là đường Đức Hòa Thượng đấy quý anh chị, đường Đức Hòa Thượng hay còn gọi là đường Mỹ Hạnh. Thì tại vị trí này quý anh chị đi khoảng tầm 700 m là quý anh chị sẽ gặp một căn nhà diện tích là 4 nhân cho 33 m, nằm ngay trên mặt tiền đường này và phía bên tay trái. Thì cái vị trí này nó nằm ở cái đoạn giữa ngã tư Đức Lập và ngã ba Gò Mối. Nếu như chúng ta lấy cái khoảng cách từ ngã tư Đức Lập tới ngã ba Gò Mối thì nó nằm ở đoạn giữa nhé quý anh chị. Nền đất này hiện nay đã thổ cư 100% và trên đất có một căn nhà cấp 4. Thì hiện nay căn nhà này nó cũng không được mấy đẹp lắm. Quý anh chị mua hiện nay cái vị trí này, Linh muốn chia sẻ với anh chị đó là quý anh chị mua vị trí và khổ tiền trên dưới 3 tỷ, quý anh chị có thể sở hữu được một vị trí ngay tại cái mặt tiền Đức Hòa Thượng này. Thì quý anh chị nào hay tìm đất mặt tiền đường thì với khổ tiền tầm 3 tỷ để mua một vị trí đất mà có thể kinh doanh tốt như cái con đường này, thì quý anh chị có thể cân nhắc để xem sản phẩm này. Linh sẽ tua nhanh cho quý anh chị để chúng ta cùng tới cái vị trí nhà của chúng ta. Đây, chúng ta di chuyển nhanh một tí để tới ngay cái vị trí nhà quý anh chị. Và nhà hiện nay mặt tiền 4 mét thì cũng tương đối là nhỏ, nhưng mà với khổ tiền tầm 3 tỷ thì đây là một vị trí rất là đắc địa, có thể nói là không có vị trí nào thứ hai trên con đường này để quý chị có thể sở hữu được một bất động sản mặt tiền đường này với tầm tiền khoảng 3 tỷ nhé quý anh chị. Đây, căn nhà của chúng ta đây, và chúng ta bắt đầu vào nhà nhé. Đây là quang cảnh phía trước của căn nhà. Bên này là hướng đi xuống dưới ngã tư Đức Lập lúc nãy quý anh chị, là hướng đi về Hậu Nghĩa. Bên trái quý anh chị đây là đi về hướng ngã ba Gò Mối, thẳng con đường này luôn là chúng ta về hướng thị trấn Đức Hòa. Thẳng con đường này là về thị trấn Đức Hòa, và chúng ta sẽ vào bên trong xem căn nhà này. Thì Linh nói lại, đó là cái vị trí Linh đang muốn chia sẻ quý anh chị, đây là đang bán một cái vị trí đất và giá trị căn nhà là giá trị cộng thêm. Nên những anh chị nào mà quan tâm muốn mua căn nhà thì quý anh chị xem clip của Linh, chắc chắn quý anh chị sẽ chê về căn nhà. Nhưng mà Linh đang nói ở đây là Linh đang muốn bán cái giá trị nền đất và giá trị cộng thêm cho quý anh chị là căn nhà với mặt tiền đường Đức Hòa Thượng giá chỉ có 3 tỷ 050 triệu, chủ bao hết toàn bộ giấy tờ cho quý anh chị. Mặt tiền đường 4 mét thì cái giá nó quá rẻ hiện nay quý anh chị, và quý anh chị có luôn một căn nhà ở ngay tại vị trí này. Chúng ta sẽ ra phía sau, nó sẽ hơi tối một tí quý vị. Thì căn nhà này hiện nay xây dựng cũng rất là kiên cố nhé quý anh chị. Đó là do ngày xưa người ta họ xây nó hơi thấp trần so với những cái căn sau này. Thì quý anh chị thấy phía trước đó là phòng khách nè, phía sau này thì xây ở giữa nó phòng ngủ, và phía sau này là bếp quý vị. Thì từ phía với ngoài cọ đó đi vào trong này tới đuôi này xây đâu đó nó khoảng tầm 12-13 mét thôi, ở một cái chiều dài cũng khá khiêm tốn. Thì nếu như căn nhà này mà quý anh chị bỏ ra thêm khoảng tầm 150 tới 200 triệu, rồi chúng ta nâng mái, chúng ta ngăn phòng, chúng ta sơn tường lại và chúng ta trang trí lại sơ sơ thì sẽ rất là đẹp. Và đất của chúng ta thì ra hết về phía dưới đuôi, vì quý anh chị có thể thấy xung quanh đây đã được đổ nền san lấp bằng phẳng. Còn cái phần mái này quý anh chị thấy là cái mái nó hơi thấp đó, thì khi mà quý anh chị nâng lên nó khoảng tầm 1,5 m tới 2 m nữa đó thì cũng bằng với những căn nhà bên kia. Thì căn nhà của chúng ta thực sự nó rất là thoáng, rất là đẹp. Quý anh chị thiết kế thêm khoảng giếng trời, rồi quý anh chị thiết kế thêm khoảng tầm ngăn ra khoảng tầm 2 phòng ngủ, chúng ta xây ra đuôi một khoảng nữa. Hiện nay căn nhà này quý anh chị đi vào, quý anh chị có thể cảm nhận được về nền móng hay là
tường, tường bao của chúng ta rất là chắc chắn. Đi Linh để không có vết nứt như vậy, nó dù là nhìn thấy nó hơi cũ nhưng mà nó không có những cái vết nứt tường, nó không có những cái vết đổ gãy. Thì cái vấn đề chúng ta nâng tường, nâng mái lên, chúng ta làm một trệt một gác rất là dễ dàng. Và nếu như quý anh chị có khoản tiền tốt hơn thì chúng ta có thể xây nhà, xây lầu lên, chúng ta phá bỏ luôn cả căn nhà này. Và đất của chúng ta hiện nay san lấp bằng phẳng nên quý anh chị an tâm. Tường của chúng ta đây, đất của chúng ta là nó nằm ở phía bên trong này quý anh chị. Cái này là cái bức tường của chúng ta luôn này, 10 phân là của chúng ta. Đấy, hồi xưa bên này nó cũng có xây dựng, sau này cũng gỡ bỏ cái phần đuôi này quý anh chị. Linh muốn chia sẻ lại, đó là cái nền đất này có một căn nhà giá trị cộng thêm cho quý anh chị. Và hiện nay diện tích của nó là 4 x 33 và giá đang bán là 1 tỷ 050 triệu. Quý anh chị nào quan tâm căn nhà này thì hãy liên hệ ngay cho Linh. Một vị trí đáng để cho quý anh chị mua cho thuê, mua để đầu tư. Một nền đất mặt tiền đường đối diện, nằm ngay mặt tiền đường Đức Hòa Thượng, cách ngã ba Gò Mối khoảng 500m, cách ngã ba Đức Đức Lập khoảng tầm 700m. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị tại ngay chính căn nhà này.